À, chào mừng quý vị và các bạn hữu duyên đã đến với kênh đạo sĩ tử thông. À, quý vị thân mến, tử thông không biết quý vị là ai và cũng không biết cơ duyên nào đã đưa quý vị đến với cái video ngày hôm nay. Nhưng mà tử thông biết rằng nhiều người ở đây vẫn còn đang lận đận đủ đường, mỗi ngày dài trôi qua lại gặp phải trăm điều trái ngang, ngàn điều trái ý đến đến với mình. À, cuộc đời thì toàn những cái đắng cay, những tủi nhục, không có lấy một ngày sung sướng bình an và chắc hẳn những người tuổi Tân Hợi hay là quý vị cũng đang xem chương trình ngày hôm nay đều rất mong muốn biết được cái vận hạn sắp đến trong thời gian tới của mình đúng không ạ và tìm kiếm cho mình một cái lối đi đúng đắn để tránh những cái hiểm họa nó ẩn tàng trong cái vận trình phía trước đúng không nào à, vận mệnh cuộc đời là một cái thứ khó thay đổi à, tuy nhiên nếu biết nắm bắt thì vận hay là số mệnh cũng sẽ đổi và cuộc đời của quý vị cũng sẽ được hanh thông viên mãn hơn rất nhiều. Khi xem về cái vận số tử vi của 12 con giáp, các thầy tử vi nhận thấy rằng trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Tân Hợi nữ mạng nằm trong cái gọng kìm kìm kẹp của cái hạn là xung thế tuế và cái hạn tam tai đúng không Vừa sung thế tuế lại vừa gặp cái hạn tam tai năm năm thứ nhất. À, nói chung ấy, năm đầu tiên của cái vận trình tam tai Vậy nên là trong năm quý vị sẽ cũng sẽ gặp khá nhiều cái bất lợi, nhiều cái trắc trở, thậm chí là có người còn phải đối mặt với những cái mất mát, thất bại. Vậy thì trong năm 2025 năm bất tỵ, những người tuổi tân hợi nữ mạng cần phải làm gì để hóa giải bớt cái vận hạn, tăng thêm cái vận khí cho cuộc sống được hanh thông thuận lợi. Tất cả sẽ được tử thông giải đáp cùng quý vị và các bạn. Trong cái chương trình ngày hôm nay, à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm được cái vận trình tổng quan chi tiết của những người tuổi tân hợi 1971 nữ mạng Trong cái năm 2025 Nó mất tỵ nhá à, Thưa quý vị à, Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết Thì quý vị đừng quên à, hãy ủng hộ tử thông Bằng cách là nhấn vào cái nút đăng ký kênh Và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo Để ủng hộ cho chương trình Cũng như là để cập nhật những cái video sớm nhất à, Quý vị thân mến Chúng ta đều biết những người tuổi tân hợi Là những người có năm sinh 1971 Người này có thiên can là tân, địa chi là hợi và những người tuổi tân hợi ấy, thì có cái lá số là âm nữ nhé Lá số là âm nữ Có ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim à, Công mệnh là cung khôn thuộc thổ Được gọi là khuyên dưỡng chi trư Có nghĩa là lợn nuôi nhốt Có xương con heo, tướng tinh con cọp Con nhà bạch đế, phú quý à, Thưa quý vị Trong năm 2025 năm ất tỵ Thì những người tuổi tân hợi sẽ gặp khá nhiều khó khăn vất vả À, như quý vị đã biết, ấy, những người tân hợi nữ mạng là những người phụ nữ rất là đảm đang, chu đáo, biết đồng cảm, chăm sóc nên là cái đời sống khá là gì à, khá là thoải mái, Mấy ấm gia đình thì rất là nhiều cái niềm vui và hạnh phúc bình yên. Nữ mạng tuổi Tân Hợi tuổi nhỏ thì phải chịu uh, cái đời sống thiếu thốn, khó khăn, vất vả. Bởi vậy họ sớm cố gắng, nỗ lực phấn đấu và nỗ lực để kiến thiết xây dựng cái đời sống nó thay đổi đủ đầy may mắn và hạnh phúc. À, theo luận giải của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì nữ mệnh tuổi Tân Hợi may mắn về cái chuyện tình cảm cũng như là gì? Về cuộc sống. Tiền vận thì cũng lắm buôn ba. Về trung vận và hậu vận thì mới được hưởng thụ thực sự cái sự an nhàn và sung sướng. Những người tuổi tân hợi nữ mệnh sống thọ trung bình từ 60 đến 80 tuổi. Nhưng nếu mà ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm giảm thọ. Còn nếu như mà tu nhân tích đức hành thiện thì thọ niên cũng sẽ được tăng lên. Vậy nên là quý vị cứ theo đó mà tính nhé. À, thưa quý vị, về tổng thể thì cái năm 2025 năm mất tỵ là một cái năm khá khó khăn, nhiều cái biến động, không thuận lợi với những người tuổi Tân Hợi nữ mạng. Từ gia đạo bất hòa, việc kinh doanh buôn bán thì gặp nhiều cái trở ngại, khó khăn, khó có thể phát triển được. Tài lộc kém lại dễ bị hao tán. Đến sức khỏe cũng bị gì bị bất ổn. Mọi thứ dường như là bấp bênh, dường như là mọi thứ đang cản trở, đang chống lại những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1911 nữ mạng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về chi tiết nhé xem lại những người tuổi tân hợi sẽ gặp những vận xui gì và à, quý vị làm gì để có được cái may mắn tài lộc thành công cho mình à, thưa quý vị à, những người tuổi tân hợi thì đầu tiên ý, chúng ta biết tân hợi đúng không ạ tân hợi thì chúng ta xét về cái địa chi hợi nhé chúng ta có cơ hội gặp tị là cục diện là tương xung như vậy là gì năm 2025 năm bất tị thì những người tuổi tân hợi gặp cục diện là xung với thái tuế à, vậy nên đây là sẽ là một cái năm gặp nhiều khó khăn gặp nhiều cái thử thách gặp nhiều cái trông gai và cái thách thức đang chờ đón các bạn ở phía trước À, cục diện xấu nó tác động nó khiến cho tâm tính nó thay đổi à, quý vị cũng sẽ dễ nóng nảy rồi gây ra hàng loạt những rắc rối những thị phi tiền bạc thì vẫn có cái khả năng làm ra nhưng mà cũng không nhiều chật vật lắm thì mới có thể kiếm được đấy nói chung là đủ ăn cũng đã là tốt lắm rồi à, bên cạnh đó các cụ có câu là gì thái tuế đương đầu tọa vô hỷ át hữu họa Đặc biệt là với những người tuổi Tân Hợi thì quý vị biết ấy, Thái Tuế là tối đẳng tượng thần là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. À, năm 2025 năm mất tỵ những người tuổi Tân Hợi bị xung Thái Tuế đâm ra là gì cái vận hạn cái khó khăn nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy để mang lại cái sự may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tân Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân hợi sinh năm 1971 nữa mạng nhé. À, bên cạnh cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can đúng, chúng ta có thiên can tân đúng không ạ? Tân mà gặp ất thì nó là cái vận thiên tài. Đã, tân kim gặp ất mộc kim khắc mộc là tài tinh đúng không ạ? Cùng dấu nên nó là thiên tài. Nói chung ấy trong năm 2025 năm ất tỵ thì cái thiên tài là chiếu vận nó cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. À, trong năm này thì quý vị cũng dễ cảm thấy là dễ kiếm tiền hơn đấy. À, nhưng mà lại do cục diện tương xung của năm nó án ngữ nên là nó gây ra cho quý vị nói chung ấy, là cái tài lộc cũng chưa có nhiều cái dấu hiệu tăng tiến. Thậm chí còn có những cái thời điểm nó còn bị đau xuống, bị giảm sút một cách bất ngờ. À, trong năm nay nếu như mà quý vị duy trì được cái thói quen chi tiêu một cách khoa học, tiết kiệm thì có thể coi là một cái thiên tín, tín hiệu đáng mừng rồi đúng không ạ? Chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Tân Hợi. À, thì bên cạnh đó chúng ta biết ý, thì những người tuổi Tân uh, Tân Hợi cái năm 2015 năm bất tị này thì chúng ta có địa chi tị này này tị đúng không ạ? tị nó sẽ ẩn tàng ba cái thiên can đó là bính mậu và canh đúng không ạ? Chúng ta có Tân gặp bính thì nó là chính quan tân gặp mộ là chính ấn và tân gặp canh thì nó là kiếp tài như vậy là gì trong cái địa chi ẩn tàng trong thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cát tinh như là chính quan và chính ấn và nó vẫn cứ chứa một vài cái hung tinh như là kiếp tài vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem những cái hung tinh này những cái cát tinh này nó ảnh hưởng đến thế nào đến cái vận thế của những người tuổi tân hợi nhé thì đầu tiên chúng ta xét tân gặp bính thì nó là chính quan nói chung ấy được chính quan nó xoay chiếu trong thiên can ẩn tàng đấy nó nhắc nhở những người tuổi tân hợi cần phải nghiêm túc đánh giá lại cái tình hình trong năm nay à quý vị cũng nên để cao cái chất lượng hơn là số lượng để giúp cho uh, quý vị có thể cân bằng giữa cảm xúc và cái hiệu quả công việc bên cạnh đó cái chính quan nâng đỡ nó cũng mang lại nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức để mang lại cái uh, nhiều cái cơ hội được gì tăng lương tăng thưởng và đây cũng là một cái năm mà những người tuổi Tân Hợi cũng làm việc một cách nhiệt tình hơn hiệu quả hơn cống hiến hết mình không phải suy nghĩ quá nhiều vì vậy mà cái kết quả cũng luôn được như ý muốn và quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh nhé bên cạnh đó thì chúng ta có tân gặp mậu thì nó là chính ấn Đấy. cái chính ấn nó tương trợ giúp đỡ nó cũng mang lại cái vận trình công việc được cắt lành thuận lợi à, quý vị cũng sẽ được khẳng khẳng định được cái vị thế của bản thân đúng không ạ và trong năm nay thì quý vị cũng đang nắm quyền hành hoặc là gì những ai mà đòi quyền lợi hay nắm quyền thì hoặc là muốn tăng đơn thăng chức thì cũng rất dễ được thực hiện nhé À, trong năm nay thì cái thiên ấn nó cũng tương trợ nó giúp đỡ, nó khiến cho công việc được thuận lợi hơn. Những cái quyết định của quý vị đưa ra cũng sẽ giúp cho tập thể có những cái bước đột phá lớn lao à, trong cái thời gian này. Đó. Bên cạnh đó chúng ta lại có tân mà gặp canh thì nó là kiếp tài. À, trong năm tiếc là bị kiếp tài lâm vận nên là công việc nó bị ảnh hưởng tiêu cực khá là nhiều. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng mà vẫn khó tránh khỏi những cái sai lầm. À, kết quả thu về cũng chỉ tạm ổn chứ chưa thực sự được như bản mệnh mong muốn. Bên cạnh đó thì cái vận tiểu nhân nó khá là vượng Quý vị cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói Hành sự phải thận trọng à, Điều tiết các mối quan hệ Lấy cương chế nhu thì cũng sẽ là gì à, Dễ thu được kết quả tốt Và cái tiếp tài nó cũng gây ra chuyện là tranh quyền đoạt lợi Gây ra những khó khăn, những bất lợi cho công việc đấy Vì vậy cái hạn tiểu nhân Trong thời gian này nó gia tăng Bởi vậy cho nên là để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi tân hợi 1971 nữ mạng Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình Một cái vòng tâm hợp quý nhân hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân hợi 1971 nữ mạng. À, thưa quý vị, à, như vậy là chúng ta vừa xét xong cái vận hạn tổng quan của cái năm 2025 năm bất tị. Bây giờ chúng ta cùng xét những cái hệ thống sao chiếu mệnh và cái vận hạn nhé. Và cái vận hạn. Thì chúng ta biết những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng thì năm nay là 55 tuổi đúng không ạ? 55 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao kế đô, hạn năm là cái hạn thiên tinh. À, trong năm nay thì những người tuổi Tân Hợi bị phạm ở cái kim lô thân này này. Đấy đâm ra là gì? Và cái hạn tam tai nữa nhá. Tam tai năm đầu tiên. Vì vậy mà quý vị một quyết định xây nhà ấy, xây nhà ấy, động thổ ấy thì quý vị nên mượn tuổi nhá, nên mượn tuổi để gì? Để được may mắn hơn. Đấy, các cụ vũ câu là gì? À, kim lâu hóa lúc tam tai thì chúng ta kỵ động thổ xây nhà cưới vợ tạo châu thì đừng đó nên quý vị hãy nhớ thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao hạn là cái sao kế đô nhé sao kế đô sau à, sao kế đô thì các cụ có câu là gì kế đô sau ấy rông dài chia tay đôi ngả không mong tao phùng tháng 3, tháng 9 bão bùng nhức tay đau óc khốn cùng sắc thân thì cái 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 sao kế đô này này nó là một cái hung tinh đấy các cụ nói là gì nam la hầu nữ kế đô nam la hầu nữ kế đô à, vậy nên là gì nó lại còn hung với cả nữ nữa vậy nên là gì à, cái năm nay ấy, thì những người tuổi Tân Hợi nói chung ấy bị xem là năm xấu đặc biệt ảnh hưởng xấu đến cái vận mệnh của mình gặp cái sau này thì trong năm ấy mưu sự thường khó khăn thành ít mà bại thì nhiều tuy nhiên những người tuổi ấy, uh, Tân Hợi nữ mạng ấy thì sẽ gặp nhiều cái khó khăn bất lợi nó bất lợi nhất vào hai cái tháng đó là cái tháng 3 tháng 3 và cái tháng 9 âm lịch vậy nên quý vị cần phải đề phòng hai cái tháng này nhé À, tiếp theo chúng ta xét về cái hạn năm thì những người tuổi Tân Hợi gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh. Đó. Các cụ nói là gì? À, thiên Tinh mắc phải thì họa tai ngục hình. Như vậy khi gặp cái hạn Thiên Tinh thì những người tuổi Tân Hợi nữ mạng dễ vướng vào những cái rắc rối thị phi liên quan mật thiết đến pháp luật Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý. Những cái rắc rối này có thể là bị kiện cáo nặng hơn, có thể bị truy tố và bị xét xử đó và dễ vướng phải cái họa lao ngục. Thì ngoài kiện cáo ra thì quý vị cũng cần phải lưu ý đến cái thời gian này là gì à, quý vị dễ xảy ra những cái tai nạn hoặc là trộm cướp hoặc là gì à, xảy ra những cái hung họa ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì ngoài ra cái hạn tiên tinh nó còn chú ý về cái bệnh đấy như cái bệnh tiêu hóa đau bụng hoặc là đau dạ dày nặng hơn có thể bị ngộ độc à, và trong thời gian này thì những người tân hợi nữ mạng cần phải là gì chú ý đến sức khỏe của mình hơn à, và bên cạnh đó thì trong năm nay thì quý vị đã gặp cái hạn năm cái hạn tam tai hạn tam tai năm thứ năm thứ nhất nhé năm đầu tiên của hạn tam tai thì bước vào cái năm đầu tiên của cái hạn tam tai thì những người tuổi tân hợi nữ mạng cũng gặp không ít những cái áp lực về công việc thậm chí là có cái sự gì bấp bênh về cái công việc cũng như là về cái sự nghiệp của mình à, ngoài ra trong năm thì quý vị cũng không nên đứng ra lo liệu những cái việc lớn như là xây sửa nhà cửa hay là cưới hỏi cho con cái à, không bắt đầu có việc quan trọng như đầu tư làm ăn kinh doanh đấy bên cạnh đó phương diện sức khỏe của quý vị trong thời gian này cũng sẽ bị ảnh hưởng của cái hạn tam tai cũng như là gì cái sao kế đô và cái hạn tiên tinh và trong năm để mang lại cái may mắn bình an cho mình hóa giải những cái hạn xấu đúng không ạ hạn xấu của cái sao kế đô cái hạn tiên tinh và cái hạn tam tai nó mang lại thì những người tuổi tân hợi nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật đấy nó được làm bằng bạc và trên phía trên của nó có chứa cái hình chữ vạn của nhà Phật mà sau là hình chữ phúc đó được gọi là vạn phúc chi nhân để mang lại cái may mắn tài lộc vạn điều tốt lành vạn điều may mắn và vạn cái phúc đức đến với mình bên cạnh đó phía dưới là một cái viên đá ruby đá ruby thì quý vị biết ấy, là một cái loại đá quý trong phong thủy chuyên làm cái trang sức phong thủy cao cấp nó mang một cái nguồn năng lượng dương cao vậy nên là gì khi mang theo bên mình ấy, thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì À, tăng cường cái năng lượng dương hóa giải những cái vận hạn xấu hóa giải cái xung sát thị phi đặc biệt đây là cái uh, pháp khí phong thủy của nhà phật nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải cái hạn sao xấu như là cái sao kế đô cái hạn thiên tinh và cái hạn tam tai à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, cái vạn phúc chi nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng nhé. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì là một cái năm mà không tốt lắm cho những người tuổi Tân Hợi. À, bên cạnh đó thì cái phương diện sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong năm thì cũng gặp sa sút và gặp nhiều cái khó khăn hơn trước. À, trong năm thì lại bị cái lưu niên bệnh, lại lại thêm cái gì? Cái cái cái, cái lưu niên bệnh cũng như là gì? Cái tuế phá nó ăn ngữ vậy nên trong năm ấy thì quý vị sẽ gặp khó khăn do đã ở cái độ tuổi ấy, nói chung là cũng khá là lớn nên là gì bản mệnh có thể gặp phải những bệnh liên quan đến ở cái độ tuổi này khí huyết thì lưu thông kém nóng trong gây ảnh hưởng không tốt đến cái hoạt động sinh hoạt thường ngày thì ngoài ra điểm báo nhắc nhở quý vị nên thận trọng uh, đi lại hay là gì làm việc nặng kéo lại gì gây ra những cái tai nạn đáng tiếc uh, ngoài ra thì cái cục diện tuế phá và cái sao tướng quân nó cũng kéo đến nó tác động khiến cho quý vị dễ có xu hướng cứng nhắc trong việc giải quyết các vấn đề và quý vị sẽ luôn không hài lòng với mọi người và cho rằng mình đúng à, trong cái cách quyết định và không nghe theo lời à, lời khuyên của mọi người khác đúng không khiến cho công việc nó đôi khi nó dễ rơi vào cái, vào cái bế tắc đôi khi à, quý vị nên hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe lời đóng góp ý kiến của những người khác thậm chí là của những người ít tuổi hơn mình thì cái công việc nó sẽ được suôn sẻ và tốt lành hơn rất là nhiều. À, thưa quý vị, nói chung ấy, khi xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành và xét về cái hệ thống sao chiếu mệnh trong năm 2025 năm mất tỵ thì chúng ta thấy rằng đây là một cái năm đầy khó khăn và thử thách đối với những người tuổi tân hợi nữ mạng. À, dù bản mệnh đã cố gắng hết sức xong kết quả lại không được như ý muốn như mong đợi. Thêm vào đó, à, tính cách nôn nóng, nóng nảy cũng sẽ khiến cho những người tuổi tân hợi nữ mạng dễ vướng vào những cái rắc rối À, khó có thể giải quyết được. Đấy. Đến cuối năm thì vận trình mới được cải thiện. À trong một năm với nhiều cái xui xẻo, thì quý vị cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao. Nếu không rất dễ vướng vào cái họa thị phi mâu thuẫn, thậm chí là còn dính dáng đến pháp luật. Tiền tài thì có dấu hiệu bị hao tổn nên là quý vị cũng cần phải chú ý đến cái việc là gì? À, đầu tư kinh doanh, đồng thời cũng giữ gìn sức khỏe để không tốn thêm cái tiền chữa trị nữa. À, thưa quý vị À, như vậy là tử thông đã vừa phân tích cùng quý vị về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Tân Hợi nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Và đây là một cái năm cũng khá là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy xét về cái vận trình chi tiết trong từng tháng. À, trong 12 tháng thì xem tháng nào tốt, tháng nào xấu và tháng nào quý vị có cơ hội trúng số đầu đắc, tháng nào quý vị sẽ gặp những cái hung họa phá tài. À, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây để quý vị nắm rõ được cái vận trình của mình từ đó sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống để giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào nhé. À, quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận trình của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng trong cái tháng riêng âm lịch là tháng Mậu Dần. À, thưa quý vị, à, trong cái tháng đầu tiên, đấy, tháng riêng âm lịch tháng Mậu Dần ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nói chung ấy, nó cũng sẽ khá là bế tắc đúng không ạ? Khi mà gặp cái lưu niên tuyệt đến nhập mệnh tuyệt nhầm bệnh đấy à, dưới sự ảnh hưởng của lươn lươn tuyệt và cái hung tinh là cái kình dương này cái kình dương này đúng không vậy nên những người tuổi tân hợi làm gì cũng dễ bị cản trở à, không bởi cái yếu tố khách quan thì cũng là cái yếu tố chủ quan à, quý vị hãy xác định tinh thần rằng trong tháng này thì quý vị sẽ phải đối diện với cái sự cạnh tranh khá là khốc liệt đến từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ à, tuy nhiên trong cái tháng này ấy, thì không chỉ toàn cái hung tinh mà thực tế nữ mệnh vẫn có những cái sự hỗ trợ của cái sao tốt như là cái sao phúc đức cũng như là cái cái thiên đức đấy lại thêm cái cục diện là gì dần Hợi lục hợp nữa dần lục hợp nữa vì thế à, cái, cái 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 vận may nó cũng sẽ được tăng thêm bội phần à, tuy nhiên à, cái các khí nó cũng vẫn còn khá yếu nhưng mà chỉ cần quý vị có đủ cái sự quyết tâm thì vẫn có cơ hội xoay chuyển cái tình thế à, bên cạnh đó tình sức khỏe của quý vị trong tháng này cũng không có quá nhiều cái biến động do cái linh lực sĩ nó cũng giúp đỡ à, vậy nên là gì à, dù không gặp phải cái nguy cơ nào nhưng mà quý vị cũng không nên vì thế mà chủ quan nhé à, cũng phải gì cẩn thận Rồi các cụ nói là gì cẩn tắc với nái đúng không ạ tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi tân hợi nữ mạng sinh năm 1911 trong tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch là tháng kỷ mão thì trong tháng 2 âm lịch được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ đúng ạ à, vậy nên là cái vận khí của những người tuổi tân hợi cũng khá là tốt à, tuy nhiên nếu mà có ý định bắt tay vào một kế hoạch đầu tư mới, thì quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn đúng người đúng hạng mục, đừng có giao phó tiền của mình cho những người khác quản lý, kéo lại cái tình trạng gọi là gì, lợi bất cập hại đấy. À, quý vị lưu ý rằng trong cái tháng này ấy, thì có cái liên niên thai nó nhập vậy tức là mọi việc đang ở trong cái giai đoạn thai nghén, quý vị nên tính toán một cách thận trọng hơn, là nóng vội kéo lại cái vận xuôi nó lại ập đến, à, tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm cái hung tinh do cái ông điếu khách nó mang lại này, đấy. Vậy nên là gì? cái điếu khách nó chủ về cái phá sản phá tài, nhắc nhở những người tuổi Tân Hợi, nữ mạng cần phải đề phòng cái chuyện mất tiền mất bạc của mình. Đầu tư kinh doanh thì cũng phải thận trọng tính toán một cách tỉ mỉ, kiểu sai một ly mà đi một dặm. Bên cạnh đó, trong tháng này thì sức khỏe cũng khá là tốt đó và gì? lại có cái thêm cái sao lục tồn để chiếu bệnh nữa. Nên là đây cũng là một cái tháng mà quý vị có thể gặp được nhiều cái may mắn ấy, nhiều cái may mắn. Đấy. tháng này cũng khá là tốt nhá. Tốt đó. Tiếp theo chúng ta cùng xếp về cái tháng 3 âm lịch nó là tháng canh thìn. Thì trong tháng 3 âm lịch nhìn chung ấy, cái vận khí khá là bình ổn đấy và thuận lợi với những người tuổi tân hợi nữ mạng khi mà được cái lưu niên để uh, lưu niên dưỡng nó nhầm mệnh đó, mệ. đó. Uh, vậy nên là gì uh, với những người còn đang tại chức thì công việc sẽ uh, tiến triển khá là tốt uh, mang về cái nguồn thu ổn định uh, cứ việc cũ mà làm không phải tính toán hay là mở rộng làm gì cho vất vả uh, tuy nhiên trong tháng này vẫn còn cái lưu niên trực phù này cái đà la và quan phủ uh, nó chiếu mệnh vậy nên là quý vị cũng phải đương đầu với khá nhiều khó khăn trong công việc nhưng mà bản thân thì cũng lại gì nói chung ấy, khi mà cố gắng đủ sẽ nhận được cái kết quả như ý tiền bạc thì cũng sẽ được thuận lợi hanh thông à, bên cạnh đó nói chung trong tháng này thì quý vị cũng cần phải cẩn thận với cái sao đà la nó sẽ khiến cho quý vị trở nên là gì à, nhu nhược hơn khó đưa ra được những quyết định bên cạnh đó lại thêm cho cái sao quan phủ nữa nó lại gây ra cái 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 cái, chuyện là quân phủ nó chủ về cái công đường chủ về pháp luật đúng không ạ và dễ xảy ra những cái hung họa tai bay vạ gió liên quan pháp luật vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé đặc biệt trong tháng này mà những người tuổi tân hợi nữ mạng ấy, đi xe máy cần phải đội mũ bảo hiểm chuẩn bị giấy tờ kỹ càng nhé vì rất dễ gặp công an đấy đó vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tân hợi nữ mạng nhé hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân hợi 1971 nữ mạng. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xem tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch nó là tháng tân tỵ đúng không? Tháng tân tỵ. Thì công việc của những người tuổi tân hợi nữ mạng trong cái tháng này cũng không được khởi sắc cho mấy. Trong tháng này thì quý vị chịu ảnh hưởng của cục diện là gì? Tỵ hợi là tương xung và cái hung tinh thái tuế nó ăn nữa kèm theo cái phục binh này này đó à, nên là gì trong tháng thì ít cái cơ hội để đột phá hay là mở rộng hoặc là gì khó có cơ hội được tiến thân quý vị cũng không nhận được cái sự giúp đỡ từ những người khác hầu hết thì đều phải tự đứng ra mà lo liệu à, trong tháng này thì lại có điểm báo về tiểu nhân nó rình rập cạnh tranh lành mạnh cũng có mà không lành mạnh thì cũng có khiến cho cái môi trường làm việc nó trở nên bất ổn đó. À, lại thêm gì trong tháng này lại may mắn là có cái lưu niên trường sinh nó tác động đấy à, vậy nên là gì nó sẽ giúp cho quý vị dù là có chuyện gì xảy ra ấy, thì quý vị cũng không nên suy nghĩ quá nhiều đó hơn đây hết những người tuổi tân hợi biết quản trị cái cảm xúc của mình thì có thể tránh xa những cái điều tiêu cực tránh xa những điều xấu và à, nó cũng sẽ gì giúp cho quý vị một cái tháng là có được cái sự may mắn nhất định đó do cái cục diện trường sinh À vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tân hợi hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân đó. Tiếp theo chúng ta cùng xếp đến tháng 5 là tháng nhâm ngọ. Thì trong tháng 5 ấy, tháng nhâm ngọ này ấy, thì đây là một cái tháng mà có lưu niên mộc dục nó nhập bệnh. Đấy, lại thêm cái sao thiếu dương là cái sao tốt nó chiếu mệnh nữa. À nó báo hiệu cái tháng này thì những người tuổi tân tuổi tuổi tân hợi nữ mạng ấy, sẽ nhận được nhiều cái phúc đức gia đạo thì tốt, à có thể đón hỷ sự như là gia đình thêm thành viên mới. À, tuy nhiên vẫn có lúc xảy ra những khúc mắc, đôi khi thiếu đi cái sự hòa khí à, và các thành viên ấy khó có thể tìm được tiếng nói chung. À, chịu tác định của vận khí, à, nói chung ấy nó suy giảm. Cái phương diện tài chính của những người tuổi tuổi Tân Hợi ấy, thì cũng không được Hanh thông trong cái tháng này. Tiền tài thì khó kiếm, lại chịu cái ảnh hưởng từ cục diện hung tinh, đại hao và cái thiên không, thiên không và đại hao. Đó. À, các khoản thu và chi nói chung là các khoản thu vào cũng chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày đã vậy là có rất nhiều cái 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 họa hao tài do nhiều cái điều bất lận đã xảy ra à, trong tháng này thì có thể nếu mà có ý định xuất tiền bạc đầu tư ấy, thì quý vị cần phải hết sức thận trọng cần phải có kế hoạch tính toán tỉ mỉ nếu không ấy, rất dễ bị thua lỗ à, không thu hồi được cái vốn của mình vì vậy À để gia tăng thêm may mắn cho mình nhé, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét tháng 6 âm lịch nó là tháng quý mùi, tháng quý mùi. Thì trong tháng 6 âm lịch thì đây là một cái tháng có liên liên quan đới nhập mệnh này, lại thêm cái liên liên tam hợp, tam hợp với thái tuế, à, nó nâng đỡ. Vậy nên cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi tân hợi nữ mạng trong tháng này cũng sẽ trở nên hanh thông hơn. Đó, À, chỉ cần quý vị chịu bỏ công bỏ sức thì ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng tuy nhiên cái sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong tháng này không tốt do liên liên bệnh phù và cái gì cái tăng môn như tăng môn đấy à, thì ngoài ảnh hưởng bất lợi của cái thời tiết dẫn đến mệt mỏi dễ bị nóng trong người thì con sắp này cũng dễ bị căng thẳng về thần kinh do áp lực về nhiều mặt nữa điều này là do quý vị chịu ảnh hưởng bởi cái hung tinh bệnh phù và cái tăng môn nó gây ra Đấy, cái bệnh phù nó gây ra gì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe còn cái tăng môn thì gây ra chuyện tăng tóc tị phi mang chuyện buồn phiền trong cuộc sống à, khiến cho quý quý vị phải suy nghĩ quá nhiều dẫn đến là hao tổn về sức lực chất lượng giấc ngủ chất lượng cái 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 bữa ăn ấy cũng không được ngon đấy nó cũng sẽ bị giảm sút à, có người còn bị sụt cân nhanh à, khiến cho da rẻ nó xuống sắc trong tháng này thì nhiều cái tin buồn nó cũng sẽ ập đến khiến cho quý vị phải phiền lòng phải bận tâm À, nhưng mà tóm lại cái tháng này cũng là một cái tháng khá tốt ấy. quý vị cần phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy nhá sức khỏe nhá còn công việc thì hanh thông được lâm quan uh, quan đới và cái gì tâm hợp nó tương trợ tóm ra là tiền bạc nó vẫn dễ kiếm và vẫn có được cái cơ hội gia tăng thêm cái may mắn cho mình vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tân hợi nữ mạng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân hợi sinh năm 1971 nữ mạng đúng không ạ à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 7 âm lịch Đó, tháng 7 âm lịch nó là tháng nó là tháng giáp thân thì trong tháng giáp thân này ấy, thì có cái lưu niên uh, thiếu âm này hỷ thần thiên việt và cái lưu niên lâm quan nó chạy bệnh nữa nói chung ấy trong cái tháng 7 âm lịch thì cái thiên việt cắt tinh nó cũng đem đến nhiều cái hứa hẹn cho những người tuổi tân hợi nữ mạng À, giúp cho quý vị gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và kết giao được với những cái bằng hữu tốt làm công việc gì thì cũng sẽ được thuận lợi hơn à, quý vị thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội à, đáng quý trong cái thời gian này những người đi theo con đường công danh thì cũng được thuận lợi may mắn nhờ có cái lưu niên lâm quan nó trợ mệnh đoạn À, vì vậy quý vị sẽ dần dần khẳng định được cái vị thế của mình trong khi đó những người trẻ tuổi sẽ tìm ra cái con đường thích hợp để phát triển bản thân luôn hăng hái khi mà thực hiện những cái nhiệm vụ mới và sẽ đôi khi ấy, cũng sẽ khó tránh khỏi những cái thách thức do cái cục diện là gì, Hợi và thân là nó lục lục hại nó mang lại. À, đôi khi quý vị cũng dễ gặp những cái chuyện không hay. À, nhưng mà chỉ quý vị chỉ, à nhưng mà quý vị cũng chỉ cần gì? Chú ý để tâm, chú ý hơn thì cuối cùng vẫn sẽ đạt được những kết quả tốt lành như mong muốn. Đó. À, tiếp theo chúng ta sẽ tháng 8 là tháng ẩn rộng. Thì trong tháng 8 lu lịch ấy có cái cắt tinh lưu niên đế vượng nhập mệnh, lưu niên đế vượng nhập mệnh, đúng không ạ? Bên cạnh đó trong cái tháng 8 lịch năm 2025 ấy thì nói chung tháng này thì quý vị vẫn có cái cơ hội để gặt hái những cái thành công cốt là quý vị gì à, phát triển theo đúng cái thế mạnh của mình, à, không sợ gian nan, không sợ vất vả. Thêm vào đó quý vị hãy hành xử một cách là phải phép như vậy thì mới có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đặc biệt nếu là vào mắt xanh của quý nhân thì đối phương cũng sẽ chỉ cho quý vị. À, cái hướng đi mới để có thể khắc phục được những khó khăn. À, tuy nhiên trong tháng này vẫn còn cái hung tinh là gì, cái quan phù và cái phi liêm đó. À, vậy nên là quý vị dễ gặp những chuyện thị phi, à, không phải chuyện của mình thì nhưng mà gì đôi khi vẫn phải chịu tiếng oan ảnh hưởng đến thanh danh, đến đến danh tiếng cũng như là đến gì đến địa vị của quý vị. À, trong thời gian này quý vị cần phải kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình, đấy, giữ các mối quan hệ xã giao hài hòa. À, chỉ một phút lúc đồng thôi thì cũng có thể khiến cho quý vị mắc phải những sai lầm và mang họa vào thân đó vì vậy quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý à, trong tháng này để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 9 âm lịch nó là tháng bính tuất thì tháng 9 âm lịch ấy, thì chúng ta có cái liên liên suy nhầm mệnh đó à, nên là gì những người tuổi tân hợi nữ mạng trong tháng này dễ thỏa hiệp với mọi vấn đề mà các bạn phải đối mặt. Có thể lúc đầu đưa ra ý kiến thì quý vị đã cố gắng thay đổi cái quan điểm của đối phương, nhưng mà khi nhận ra cái thái độ hiếu thắng ấy, thì quý vị lại chỉ thường lường bước. Bên cạnh đó, cái lưu lưu niên tử phù này, này tử phù nó cũng sẽ gì khiến cho thời gian này à, quý vị sẽ thiếu tập trung nên là công việc dễ bị bấp bênh, chưa vững chắc, thường có cái sự thay đổi làm cho bản thân dễ bị lạc hướng may mắn là trong tháng này thì vẫn còn cái liên liên tấu thư này tấu thư này nó cũng sẽ gì giúp cho à, những người tuổi tân hợi nữ mạng phát huy được cái khả năng ăn nói của mình thậm chí là quý vị có thể là chỉ biến nguy thành cơ nhờ vào cái việc ăn nói khéo léo và thu phục được lòng người vậy nên là gì cái tháng này cũng là một cái tháng khá là tốt lành đúng không ạ tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 10 âm lịch tháng 10 âm lịch nó tháng đinh hợi thì trong tháng 10 âm lịch tháng đinh hợi thì quý vị có liên liên bệnh nhập mệnh này đấy lại thêm cái tuế phá và cái tướng quân nữa đấy. À, cái lưu niên bệnh nó ám chỉ cái vận trình sẽ dần suy thoái à, thuận lợi ban đầu nhưng mà có thể sẽ gặp khó khăn ở cái giai đoạn về sau đấy vì thế đối với những cái việc quan trọng thì quý vị cần phải suy nghĩ kỹ càng tính toán một cách cẩn thận trước sau đừng có nóng vội mà kẻ lại gây ra chuyện hỏng việc thì ngoài ra cái hung tinh tuế phá này nó cũng gây nên những cái khó khăn những cái chuyện thị phi những cái chuyện điều tiếng cho những người tuổi tân hợi nữ mạng À, các mối quan hệ tình cảm xã giao của những người tuổi Tân Hợi thì không lý tưởng, à, nhiều cái mâu thuẫn, lắm cái tị phi hoặc là gì bị vạ miệng mà ra. Nguyên nhân có thể là do cái tính nóng nảy bảo thủ của gia chủ. Dù sao thì quý vị cũng là những người mà đã có tuổi rồi thì tốt nhất nên là cố gắng giữ cái trạng thái tâm lý cảm xúc ổn định, không nên kích động quá vì dễ dẫn đến những cái tai biến bất ngờ nó có thể xảy ra. Vấn đề cái tháng này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. À, thưa quý vị. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì trong cái tháng này những người tuổi Tân Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý. Thì trong tháng 11 âm lịch tháng Mậu Tý thì những người tuổi Tân Hợi nữ mạng ấy, nói chung cái vận khí bị sa sút, nó ảnh hưởng bởi cái cục diện gì, lưu niên tử nó nhập bệnh này. Lưu tử nó nhập bệnh. Nên là công việc của những người tuổi Tân Hợi thì chắc chắn là khó tránh khỏi những thử thách những áp lực. Cái áp lực căng thẳng thì ngày càng gia tăng, thì đây không phải là cái thời điểm thích hợp để quý vị đưa ra những quyết định mạo hiểm hay là thực hiện những cái thay đổi nào đó quá lớn. À, trong năm thì quý vị hành sự lấy ổn định làm trọng. Chậm. À, chậm mà chắc. Tài chính thì chịu cái tác động của cục diện đại hao và cái thiên không đúng không ạ, đại hao, à, cái tiểu hao này, cái tiểu hao nên là có những cái biến động bất ngờ chủ yếu theo các chiều hướng bất lợi tiêu cực. Làm nhiều nhưng mà chưa chắc được hưởng nhiều. Cuộc sống thì không mới dư giả mà cũng gì không tích lũy được là bao. Bên cạnh đó, cái nguy cơ hao tài nó luôn hiện hữu nhắc nhở quý vị nên suy tính thật kỹ à, trong cái tháng này thì quý vị cũng không 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 phải là thời gian thích hợp để đầu tư hay là mở rộng quy mô kinh doanh vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý kỹ càng nhé nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị cũng không nên quá lo lắng vì là vẫn còn cái lưu niên long đức và cái thiên khôi thì đây cũng là cái quý nhân là hai quý nhân à, khi mà quý vị gặp chắc trở khó khăn thì quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ kịp thời à, giúp quý vị vượt qua những khó khăn trở ngại và tiến đến cái thành công đó tiếp theo chúng ta xét tháng 12 âm lịch nó tháng kỳ xíu thì trong tháng 12 âm lịch ấy, thì cái mức độ cạnh tranh trong cái tháng này nó được dự đoán là có cái sự cạnh tranh tăng tiến khá là mạnh khi mở có cái lưu niên lưu niên mộ nhập mệnh đó vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và có cái tôi cao nên là dễ xảy ra những cái bất đồng với mọi người xung quanh à, dù chỉ là những cái ý kiến trái chiều từ cái vấn đề nhỏ nhặt thì cũng có thể là gì chuyện bé sẽ ra to dẫn đến là những cái bất hòa gai gắt thì ngoài ra ấy, lại có thêm cái hung tinh bạch hổ nữa hung tinh bạch hổ nữa nó mang đến cái điểm báo tranh đấu cạnh tranh lành mạnh hay là không lành mạnh đều có cả chính vì thế mà quý vị làm gì cũng nên tính toán lường trước cái sự việc đấy thận trọng trong cái việc dùng người kẻo có ngày lại bị lấy oán trả ơn hay là bị đánh úp sau lưng vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý nhé hết sức lưu ý trong thời gian này à và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc hóa giải những cái xung sát thị phi ấy, thì những người tuổi Tân Hợi nữ mạng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để mà trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ À, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân hợi 1971 nữ mạng. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về là số tử vi chi tiết của những người tuổi tân hợi sinh năm 1971 nữ mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ cũng như là cái vận trình của những người tuổi tân hợi trong từng tháng. Uh, hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình uh, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo uh, Xin cảm ơn